Vẫn biết là khi bác Trọng đi xa, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm lên thay sẽ vẫn cứ tiếp diễn những cái thành quả bác Trọng để lại, thậm chí có khi còn làm tốt hơn. Thế nhưng mà trong lòng nó vẫn cứ trào dâng lên cái niềm tiếc thương, đúng không? Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là gì? Cuộc đời này nó vô thường, nó không có cái sinh lão bệnh tử ấy. Thì chúng ta không thể có được những cái tên lưu danh sử sách, sẽ không có những trang sử hào hùng, đúng không? Không biết mọi người có chia sẻ với tôi không? Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sau này các nhà lãnh đạo người ta cũng sẽ làm thôi. Nhưng mà nói thật lòng là tôi rất muốn có một cái tên đường ở cái thủ đô ta, gọi là đường Nguyễn Phú Trọng. Và mong rằng sẽ có nhiều những con đường ở các tỉnh thành khác cũng mang tên Nguyễn Phú Trọng. Các bạn có chia sẻ với tôi điều này không? Nếu ai đồng ý, giơ tay nhá.